Ukraine đang triển khai chiến dịch phản công, đến nay đã đạt được một số kết quả, nhưng có vẻ vẫn chưa tạo nên bước đột phá để chọc thủng các lớp phòng thủ của Nga. Theo các chuyên gia, cả hai bên, đặc biệt là Ukraine, có vẻ vẫn đang ở giai đoạn đánh giá năng lực của đối phương, cũng như đánh lạc hướng của kẻ thù, và cuộc tấn công chính có thể chưa diễn ra. Giai đoạn đầu của chiến dịch phản công được đánh dấu bằng các cuộc tấn công hạn chế tại nhiều điểm dọc theo chiến tuyến. Nỗ lực này đã mang lại một số thành quả khiêm tốn, giành lại một số ngôi làng ở tiền tuyến. Tuy nhiên, những nỗ lực khác vấp phải sự kháng cự quyết liệt hơn, điều mà lãnh đạo Ukraine gọi là những trận chiến cam go. Đúng như dự kiến, những trận đánh mở màn này gây thiệt hại lớn về người và trang thiết bị, trong đó có những phương tiện mới mà Ukraine nhận được từ phương Tây gần đây, như xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Các lực lượng Nga, dù không thể củng cố tất cả vị trí dọc theo mặt trận bằng toàn bộ sức mạnh, nhưng đã tạo nên một mạng lưới chiến hào, bãi mìn rộng lớn. Các lớp phương tiện bộ binh như răng rồng và dây thép gai tạo nên một hệ thống phòng thủ phức tạp, gây trở ngại cho đà tiến của Ukraine. Các lực lượng của Kiev đang cố gắng sử dụng vũ khí và chiến thuật mới trong chiến dịch phản công khó khăn mà không có sự hỗ trợ của không quân, trong khi người Nga xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc theo học thuyết quân sự của họ. Giai đoạn mới của cuộc chiến vừa bắt đầu, và dù vẫn còn nhiều suy đoán về mục tiêu của Ukraine, dòng chính của chiến dịch phản công vẫn chưa rõ ràng, và có thể Kiev cố ý để như vậy. Với các đợt tấn công, người Ukraine tìm cách chơi trò mông tơ ba lá bài, trong đó họ cố gắng tận dụng yếu tố bất ngờ và lừa dối, để khiến Nga tập trung bảo vệ một số khu vực và buộc phải hy sinh khu vực khác, nhà phân tích George Barros của Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói với Foreign Policy. Theo ông Barros, nỗ lực chính của Ukraine là sẽ tấn công chỗ khác. Những nhà phân tích khác đưa ra nhận định tương tự khi quan sát các diễn biến hiện nay. Chúng tôi vẫn chưa huy động lực lượng chính, một nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine nói với báo The Economist ngày 11 tháng 6. Nguồn tin cũng nói rằng người Nga cũng chưa điều động lực lượng chính. Ông nói rằng quân Nga và Ukraine vẫn đang chơi cờ nhằm vắt kiệt kẻ thù, nhất là lực lượng dự bị cần để duy trì cuộc chiến. Quân đội Ukraine có vẻ đã thành lập khoảng chục lữ đoàn phản công được trang bị vũ khí phương Tây, và họ dường như mới sử dụng một phần của lực lượng dự bị để đối phó với các chiến dịch phản công, Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết trong bản cập nhật đưa ra tuần trước. Các chuyên gia dự báo từ mấy tuần trước rằng, việc điều động các xe hạng nặng của phương Tây là dấu hiệu cho thấy chiến dịch phản công đã bắt đầu, và điều đó đã được chứng minh là đúng. Theo một cựu tướng lục quân Mỹ, dấu hiệu của cuộc tấn công chính có thể cũng là các xe bọc thép, nhưng với số lượng lớn hơn nhiều. Trung tướng nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, viết trong một bài báo đăng trên trang của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu ngày 11 tháng 6 rằng, có sự khác biệt lớn giữa việc bắt đầu một cuộc tấn công và cuộc tấn công chính. Chiến dịch phản công rõ ràng đã bắt đầu, nhưng tôi không nghĩ đây là cuộc tấn công chính, ông Hodges viết. Ông Hodges cho biết ông nghi ngờ một cuộc tấn công với ít nhất 3 lữ đoàn thiết giáp, bao gồm hàng trăm xe bọc thép từ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh đến xe chở quân, nhằm vào một khu vực của mặt trận sẽ báo hiệu cuộc tấn công chính bắt đầu. Cũng theo ông Hodges, dấu hiệu đó chưa hẳn đã chắc chắn, vì Ukraine muốn bắt Nga phải đoán vị trí sẽ xảy ra cuộc tấn công chính càng lâu càng tốt. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.